Đám trẻ săn hoa rừng. Tháng sau, nhóm tụi mình sẽ tổ chức gây quỹ khuyến học nhân đạo nhé. Nhất trí. Bố tớ đến đón rồi đấy. Thôi, chào các bạn nhé. Mình đi trước nha. Con về nội chơi mấy hôm cho đầu óc thoải mái. Bữa nào ba cũng thấy con bận rộn hết việc học hành, lại đoàn thể. Con gái của ba mà. Với lại con thích mấy công việc đó ba. Ai chà, ba con chúng nó về rồi, làm nội mong mãi. Nội ơi, con về với nội rồi đây. Nội mong cháu mãi. Thầy đi đường có mệt không? Dạ, không nội ạ. Mẹ, con gửi cháu ở đây mấy hôm. Nó được nghỉ hè mà con bận đi công tác. Con không phải lo, cứ đi đi. Với lại nó cũng ở đây mãi rồi còn gì. Con thích về quê lắm. Nội cũng chỉ mong con về thôi. Trời, con bé này cho gì vào ba lô mà nặng thế? Lại truyện đây à? Mình ra suối ngồi đọc sách cho thoáng. Lũ trẻ thật đáng yêu. Chuyện hay thế. Ủa, cậu là ai? Cậu ở đâu ra vậy? Làm tôi giật cả mình. Cậu là cháu bà Khoản đúng không? Mình là Tô, ở gần nhà bà ấy. Mình vừa đi hái lan rừng về, lội qua suối thấy bạn đọc truyện say sưa quá, nên tò mò lại xem. Mà truyện này là truyện gì hay thế? Ừ, truyện này mới đấy, tớ vừa đọc xong. Cậu đọc xong rồi thì cho tớ mượn. Mượn đọc được không? Tớ... Nhưng tớ có biết cậu đâu mà cho mượn. Nhỡ cậu lấy mất truyện của tớ thì sao? Không không, tớ không lấy. À, hay là cậu đổi cho tớ quyển truyện đó, lấy nhánh lan này được không? Tớ... Đằng nào tớ cũng đọc xong rồi, đổi cho cậu đó. Mình sẽ đem nhánh lan này về thành phố khoe với các bạn của mình. Các em ơi, qua đây, có sách hay nè, anh đọc cho các em nghe. Ơi, chị đổi sách cho chúng em được không? Đổi cho tụi em đi chị. Đổi cho em nữa. Cho em nữa. Chắc cậu Tô kia lại chỉ cho các em qua đổi hoa lấy sách phải không? Chị mang về có mấy quyển thôi à. Còn em nữa chị Vy ơi. Tiếc quá, hết sách rồi em à. Vậy thôi, em chào chị, em về. Tội nghiệp thằng bé. Trẻ con ở vùng cao này, đến quyển truyện, quyển sách mà chúng cũng chẳng có mà đọc. Sức mình có hạn, chả giúp gì được cho bọn nó. À, phải rồi. Tại sao mình lại không dùng cách của các em nhỏ để giúp chúng nhỉ? Alo, Đức hả? Tuần tới nhóm mình tổ chức buổi gây quỹ khuyến học nhân đạo đúng không? Tớ có ý này. Này Vi, theo cậu thì làm cách này có hiệu quả không? Tớ chắc chắn là có hiệu quả mà. Chính tớ đây còn bị thuyết phục bởi cách làm của các em nhỏ ấy chứ. Tớ thấy ý tưởng này cũng hay đó. Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại. Vài tháng sau.
đẹp thế. Ừ, đẹp thật đó, mình chưa bao giờ nhìn thấy hoa này. Đổi truyện này lấy chậu hoa đó được không? Tốt rồi, với chậu sách này chúng ta có thể lập một thư viện dành cho các bạn nhỏ vùng cao. Thư viện gì được nhỉ? À, hay là thư viện sách vạn hoa đi. Ừ, hay đó. Theo đuổi mơ ước. Không ổn, mình vẫn chưa hài lòng về bức tranh này. Anh ơi, có thư của Alex gửi anh nè. Ồ, thư của Alex hả? John thân mến, vậy là tớ rời thị trấn đã được 2 năm rồi. Đúng như tớ dự tính, ở thành phố lớn này, tớ đã có cơ hội vươn tới công việc mà tớ mong muốn. Sau rất nhiều khó khăn, giờ tớ đã trở thành một phóng viên của tờ Time rồi. Vậy là ước mơ của tớ đã thành hiện thực. Còn cậu thì sao? Đã mở được phòng tranh của riêng cậu chưa? Tớ mong sớm được đến dự triển lãm tranh của cậu. Thân mến, Alex. Tớ nghĩ ở lại thị trấn nhỏ bé này sẽ không có cơ hội cho giấc mơ nhà báo của tớ. Phải lên thành phố lớn thì mới có cơ hội cậu ạ. Cậu không nghĩ về những khó khăn sao? Nhà cửa không có, bạn bè và các mối quan hệ cũng không. Tất cả đều bắt đầu với bàn tay trắng ư? Phải thử mới biết được John ạ. Thôi, đã đến giờ tớ đi rồi. Hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu em. Anh nè, việc chuyển lên thành phố anh đã nghĩ thấu đáo chưa? Anh nghĩ cứ để một thời gian nữa em ạ. Bây giờ vợ chồng mình đang quen sống ở thị trấn này rồi. Lên thành phố anh e sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã lần lựa nhiều năm nay rồi. Anh còn nhớ chúng mình đã từng nhủ với nhau sẽ cùng lên thành phố để xây dựng ước mơ của chúng ta mà. Anh sẽ trở thành một họa sĩ, còn em sẽ là một đầu bếp. Anh quên rồi sao? Thế em không nghĩ về một loạt khó khăn mà chúng ta phải đối đầu à? Chúng ta chẳng có gì trong tay, làm sao chúng ta có thể vượt qua? Nhưng... Mary, hãy để anh suy nghĩ thêm đã. Thôi em ra ngoài đi, anh muốn tập trung vẽ cho xong bức tranh này đã. Đi hay không đi? Mình phải làm thế nào đây? Một cảnh tượng rất thú vị phải không? Đó không thể một lần nhảy tới cành cây đầy quá kia. Nhưng sau vài cú nhảy, chúng đã tới được đích. Còn chó hung dữ phía dưới có thể lao tới tấn công nếu nó rơi xuống. Vậy mà nó vẫn can đảm tiếp tục nhảy và hái quả. Nó rất dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để đạt được mục đích. Nó thật giỏi, anh có thấy vậy không? Vâng, chúng quả là thông minh. Chẳng lẽ mình không bằng nổi chú sóc kia sao? Phải dám chấp nhận thử thách thì mới có cơ hội để có thành công chứ. Mình không thể cứ mãi miễn cưỡng và hèn nhát thế này được. Chào bà, cảm ơn bà rất nhiều. Mary, Mary, có chuyện gì vậy anh John? Mary, chúng ta sẽ chuyển lên thành phố, càng sớm càng tốt. Thật vậy sao anh? Sao anh lại quyết định đột ngột như vậy? Anh xin lỗi em, Mary. Chỉ tại anh quá hèn nhát và e sợ khó khăn nên đã bỏ phí thời gian những năm qua. Từ giờ chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu để thực hiện những ước mơ của chúng ta. Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ khắc phục từ từ từng bước một. Rồi anh tin chúng mình sẽ có được thành công thôi. John, em cũng tin như thế.
cô bé ấm áp. Ấy chà, xem Quỳnh Châu của chúng ta nè, ăn bánh mì có giúp tóc tớ xoăn và xù lên giống như tóc cậu không? Những đứa tóc xù thường bị giỡn hơi như vậy sao? Con gái, con đang có chuyện gì buồn hả? Sao không chịu xuống ăn cơm? Mẹ, tại sao con không có một mái tóc đẹp? Sao thế? Có ai trêu chọc con phải không? Các bạn chế giễu con vì mái tóc xù của con. Các bạn chỉ nghịch ngợm đùa vui vậy thôi, chứ mẹ tin không có gì cả. Con rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn mà. Không, không đâu. Con muốn cắt tóc, con muốn cắt tóc. Con ghét mái tóc này, con ghét nó. Vì nó mà con không được mọi người yêu quý như Mai Linh, như Lan Anh. Tóc của các bạn ấy thật mượt và ống ả. Con ghét mái tóc của con. Được, vậy cuối tuần này ta sẽ đi cắt tóc, nếu con muốn. Thật không mẹ? Mẹ cho con ép thẳng tóc nữa mẹ nhé. Yeah, thích quá. Mẹ muôn năm. Yêu mẹ nhất trên đời. Như tuần trước đã lên kế hoạch, trước thềm chương trình trại hè, chiều nay lớp ta sẽ lên đường đi thăm và tặng quà cho những bạn nhỏ bị mắc bệnh ung thư các em nhé. Vâng ạ. Cô nghĩ rằng sự có mặt của các em sẽ giúp các bạn ấy có thêm niềm vui và động lực để chiến đấu với bệnh tật. Vâng ạ. Rất vui được gặp cậu. Tớ là Quỳnh Châu. Cậu tên gì thế? Tớ là Minh Anh. Cậu nhận lấy quà đi. Tớ bật mí nhé. Đây là một cuốn truyện cổ tích rất hay. Cậu có thích món quà này không? Tớ cảm ơn. Cậu có mái tóc thật đẹp. Cậu nói sao cơ? Tóc tớ ư? Ừ, tóc cậu đó. Ngày xưa tóc tớ cũng dài bằng tóc cậu bây giờ đấy. Nhưng sau khi trải qua những đợt hóa trị, xạ trị, nó đã bỏ đi mất rồi. Tớ không còn tóc nữa. Lúc đầu tớ đã rất hoảng sợ và lo lắng. Con gái ai mà chẳng thích tóc mình xinh đẹp chứ, ngay cả khi đang bị bệnh. Tóc cậu dày quá, thích quá, giá mà. Hôm nọ con đòi cắt tóc ngắn, sao còn lưỡng lự vậy? Dạ không ạ. Thưa chị muốn cắt tóc cho cháu thế nào ạ? Anh cứ hỏi con gái tôi ấy, có vẻ như cháu nó muốn làm thế nào đó. Ok, được thôi, chú rất sẵn lòng. Cháu có muốn làm gì cho tóc của mình thẳng và mượt hơn không? Ví dụ như ép chẳng hạn. Không ạ, cháu thấy tóc cháu đẹp rồi, không cần phải làm gì hết đâu ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Của cháu đây, cảm ơn cô bé đã tới cắt tóc nhé. Vừa nãy con nói gì với chú thợ cắt tóc thế? Mà túi gì đây con? Túi đựng tóc đó ạ. Con đã nhờ chú ấy cắt cẩn thận để giữ nguyên một đoạn tóc dài. Con muốn tặng lại mái tóc dài của con cho các bạn nhỏ ở viện ung thư. Con nghe nói ở đó có phong trào quyên góp tóc cho bệnh nhân ạ. Con nghĩ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, kể cả khi bị bệnh. Con gái của mẹ lớn thật rồi. Thôi, mình về nhanh nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.